Cả báo The New York Times và The Washington Post đều loan tin một số nhà điều tra trong cuộc điều tra gần 2 năm nhắm vào ban vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng những kết luận trong bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller bất lợi cho Tổng thống nhiều hơn là những gì mà Bộ trưởng Tư pháp William Barr trình bày. Ông Barr hôm 24 tháng 3 công bố một bản tóm tắt dài 4 trang về báo cáo của ông Mueller nói rằng công tố viên đặc biệt không phát hiện có sự thông đồng giữa ban vận động Trump và Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông. Dù ông Barr nói rằng Tổng thống không hoàn toàn được xét thấy vô can trong báo cáo của ông Mueller, ông Trump hả hê nói rằng ông được minh oan là ông không có hành động gì sai trái trong cuộc điều tra. Nhưng cả tờ Times và tờ Post đưa tin, các nhà điều tra của ông Mueller đã nói với các cộng sự rằng ông Barr đã không mô tả đầy đủ các kết luận điều tra của họ, nói rằng những bằng chứng họ thu thập cho thấy có hành vi cản trở công lý đáng báo động và đáng kể. Ủy ban Tư pháp Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát hôm 3 tháng 4 đã biểu quyết cho phép Chủ tịch Ủy ban Jerry Nadler ra chát buộc giao nộp bản báo cáo đầy đủ cuối cùng của ông Mueller và những bằng chứng làm cơ sở.